xin chào tất cả các bạn. Như cái tiêu đề ở trên thì hôm nay mình sẽ trôn đấy, mà anh thanh niên trẻ trâu đi chơi net. Trong cái thời trẻ trâu thì ai cũng có một lần, một vài lần, thậm chí nhiều lần đấy, cúp học để đi chơi net cùng bạn bè, cùng anh em đấy, có mang lại niềm vui tiếng cười cho mỗi người. Tất nhiên đến quán chơi net mà trước giờ không thấy đến đấy, nhưng mà hôm nay là đến rồi, mang lại điều bất ngờ. Mình sẽ tìm cách trôn trẻ trâu này để xem cái phản ứng của thanh niên khi nào như thế nào khi bị phụ huynh ganh, ok. Và mình nói luôn với các bạn là này, clip này mang tính chất vui vẻ hài hước thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Nên là các bạn xem video thấy hay nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhá, ok. Và bây giờ mình sẽ đi trôn trẻ trâu, let's go. Bây giờ mình sẽ alo cho mẹ nó. Đấy, mình sẽ alo gọi điện mách mẹ nó. Mẹ nó xuống xử lý thằng này nó như thế nào? Mình phải đứng xe sang vào đây, đứng xe sang vào đây để cho khỏi khỏi nó phát hiện. À, mẹ bận cho lợn ăn cho cái máy của nhau. Không nghe máy. Hiện tại là không liên lạc được với phụ huynh của nó. Đấy, bây giờ mình sẽ tìm cách như thế nào để gọi ông già nó ta. Ông già nó bây giờ chắc đi làm mẹ rồi. À, lên nhà nó nhỉ? Chắc là phải thẳng lên thẳng nhà nó thôi chứ còn bây giờ còn cách nào? Hiện tại là không liên lạc được với phụ huynh của nó. Đấy, bây giờ mình sẽ lên tới nhà nó luôn nha anh em. Mình sẽ lên tới nhà nó để nói chung là mách phụ huynh. Mách phụ huynh. Mách mẹ nó. Đấy. Xem mẹ nó xử lý cái thằng này như thế nào, ok, let's go. Để gần tới nhà nó. Để xem mẹ nó đâu. Rồi, ông Hoàng Anh đâu? Ông Bách đâu? Đi xuống cháy rồi làm gì? Đâu? Xuống nhà nương. Thằng em à? Anh chơi game dưới chứ xuống nhà nương nào? Anh chơi game dưới chứ xuống nhà nương nào? Rồi, chết mẹ thằng này rồi nhá. Ủa, mẹ nó điên lên rồi. Đấy, để rồi mình sẽ đi vòng đường này. Mình sẽ về lại nhà mình. Đấy, về lại tiệm để xem thứ sẽ đón chờ kết quả nó như thế nào. Mẹ cảm thấy hào hứng vô cùng luôn, trời luôn. Ok, let's go, đi nào nhá. Chưa đi có phim không? Chưa đi có phim không? Không. Chưa đi có phim gì hả? Thấy chưa? Một tiếng anh. Hả? Chưa mày đi học hết đi à? Chiều đi học, có 3 tiết à, có 3 tiết gì? Bao giờ về không? Bao giờ về chưa có phim nào? Phim có hôm nào ấy? Hả? Hôm nào không biết đâu. Ở đây chưa? Sao? Chưa? Mấy giờ đóng? Mấy giờ đóng là sao? Mấy giờ quay? Chỉ nào đánh quay đi. Ừ, sao được không? Hả? Được không? Chúng mày chơi game gì đây? Mày bắn mà mày không nghe cái phone mày nghe gì mày bắn câu? Thấy em chim gặp là sao? Hả? Sao? Em bỏ cái đủ nghe. Sao đủ nghe? Mẹ bắn quầy thì cảm giác đâu nữa mà phê. Cái phone nào? Đấy. Bắn được con nào? Chạy xe đua tốc độ cao, ghế to quá hả? Ủa chứ không nói luôn đấy.
Tình nhiên. Mày đi chơi nữa nha. Mày đi chơi nữa nha. Đi cẩn thận nha. Mày đi chơi nữa nha. Lại bảo đi thi hả? Thì vừa rồi thì phụ huynh nó đã đến. Đấy, rất tiếc là không như mình mong muốn, là mẹ nó đã bảo thôi về. Về nhà đóng cửa rồi dạy bảo sau. Đấy. Mà nghĩ cũng tội. Thôi bây giờ mình sẽ lên lên xem tình hình bà già xử lý nó như nào, mà lỡ mà nặng tay quá thì mình phải can thôi, đúng không? Mình nói đỡ cho nó, dù sao cũng tội. Để đâu mà đôi lúc phải bỏ học đi chơi game là bình thường. Một phần nữa là mình sẽ làm cho nó nhẹ tội để hôm sau nó đỡ đến nó điên, nó đến nó đốt nhà. Đốt nhà mình sao? Đấy, còn thành niên phía sau này là vẫn tốn học đi chơi net này. Đấy, nó khó rồi, mẹ bố mày cũng mét mẹ mày thôi. Ok, let's go đi nào nhá. Không phải rồi. Không phải. Rồi, thanh niên trẻ trâu đã sợ mà trốn rồi. Không biết mẹ nó có nói gì không? Bắt trốn rồi. Thằng cũng nhỏ đâu hả? Không phải rồi. Mày trốn rồi. Mày ra đây tí nữa về, bố mày về, anh nói đỡ cho chứ không, mày trốn nữa đi. Bố mày về, bố mày cạo lông. Sao thì thôi đến đây. Tí nữa về nó đỡ cho mẹ không, bố mày về bố ơi. Không, anh nói là tí nữa về là anh nói là đi coi phim. Không. Đi coi phim làm phim với anh Nghĩa là trêu trêu mẹ không? Hả? Không được khóc. Hôm nay mẹ có đánh không? Mẹ đánh chưa? Hả? Đánh rồi hả? Đủ, đánh nhanh vậy, cho anh chưa lên mà lại đánh rồi. What the fuck? Sao, cảm giác sao nói nghe. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chưa đánh hả? Chưa đánh thì không sao, đi vô đây, nói mẹ đâu. Đâu, mẹ đâu? Đi vô đây. Mẹ đâu? Đi nào? Gì đâu mà thanh niên mà lớn rồi mà khóc đi chơi game. Nè, nói chuyện đi chơi game, bỏ học đi chơi game là bình thường. Ok. Thì học xong rồi đi. Không sao. Thì học xong thi xong rồi đi bình thường. Hả? Hiểu. Rồi. Là sao mà khóc nhỉ? Cực kỳ ngoan luôn. Đấy. Về là rửa hết hai đống chén bát này. Nhà văn quán nên là rửa bát hơi nhiều. Đấy, nên rất là chiêng anh em. Mọi người chọn thanh niên còn về giúp mẹ rửa bát. Đấy. Hãy học tập thanh niên này về rửa bát rồi chiều này đi học nữa. Rất là chiêng. Thôi, cố gắng rửa bát sạch nha, rửa bát cho mẹ chưa? Ok? Còn đấy cười cái vui gì mà khóc gì mà xịt vậy? Thôi thế rồi, nha. Và thật là rất là buồn cười. Rất là cũng tội cho thanh niên. Phụ huynh thì không nói gì cả, phụ huynh thì cũng chả nói gì. Nhưng mà thanh niên ấm ức khóc. Khóc nức nở luôn. Chắc là do mức do chủ bị chủ nét mấy phụ huynh đây. Đấy thì mình cũng lên mình nói an ủi thằng nhỏ thôi, cũng tội. Nói chung cả đời có đi chơi nét bao giờ, bữa nay đi chơi nét bị gặp anh chủ quán anh trôn. Đấy. Mà hiện tại là đi qua đi lại mấy vòng vẫn thấy đang rửa bát chén thì cũng nhiều. Thì tại số rồi, chả hôm nay là anh rửa cơ. Nhưng mà hôm nay do bị phạt nên là thằng em phải rửa. Vừa khóc vừa rửa bát, đã thế là còn bày bắt rửa chuồng heo các kiểu ấy, hù về mép bố. Nhưng mà không sao, thì cũng là clip vui vẻ thôi. Có mép bố thì bảo đây là diễn thôi mà, không sao thế nhá. Ơi mà diễn à,
mà phải công nhận nói đến diễn thì mình mới nhớ ra mẹ thanh niên diễn sâu quá, khóc trước nước nở trước mướt luôn, vừa diễn vừa khóc tội mà thôi, diễn sâu được cái diễn sâu, ok. Hy vọng là mai mốt em nó là được làm diễn viên chuyên nghiệp chẳng hạn. Đấy, diễn quá sâu luôn, thề luôn, diễn quá sâu. Thế nhá, bye bye các bạn nhé.